Siêu Thông Vlog xin chào các cô chú, các anh chị và các bạn nha. Hôm nay buổi chiều hôm nay buồn quá cả nhà ơi, nên Siêu một mình đi câu luôn các bạn ơi. Mấy bạn mình đi làm hết rồi, chạy xuống ra sông Đồng Nai câu nè. Thấy hôm nay sông hơi cạn quá, câu không biết cá ăn không nữa, nên quay một vòng cho bạn xem nha. Sông nay cạn các bạn, mé cao quá trời luôn. Mình câu đây đi, câu đợi nước lớn luôn. Giờ mình chuẩn bị nha các bạn. Các bạn cùng theo dõi Siêu hôm nay câu có được cá không nha các bạn. Ở nhà buồn quá, ghiền sách câu chạy đi câu mình luôn. Xin tiến hành cho mồi nha các bạn. Hôm nay xin câu cá mình pha này. Ủa, câu cá nguyên khôi chứ. Hôm nay câu cá nguyên khôi với một cái trứng vịt thôi các bạn ơi, không có chọn mồi vườn gà á, đơn giản vậy thôi. Hôm nay mình sẽ câu 4 cần nha các bạn. Xin vừa thả một cần, vừa quăng một cần xong, giờ chuẩn bị quăng một cần nữa. Thank you.
cá bự không? Lội lên luôn nha các bạn. Ôi cá gì đó, trời ơi, cá rảnh bành kia luôn các bạn ơi. Ôi trời, ô đã các bạn ơi, cá mì Vinh quá đã luôn. Cá đầu tiên nha các bạn, mới câu được xíu à, bạn tải mình luôn á, quá sướng các bạn ơi. Nói câu xíu à, lên được con cá nè, quá đã rồi. Rồi sướng sướng sướng, lâu rồi mới có cảm giác cả vậy. Ồ, có mồi rồi bạn ơi, để ra lấy cái gọng gọng. Trên kia dướng bụi lục bình ngã luôn rồi. Ngon ngon rồi bạn ơi. Cá này quá sướng rồi bạn ơi, quá ngon. Đợi nãy giờ nó chưa ăn các bạn ơi. Hôm nay đi câu có cảm giác sướng quá đã các bạn ơi. Đéo cá nãy quá sướng luôn. Như bụi lục bình dưỡng câu vậy ta. Đúng luôn. Chúng đang tới nhả dướng các bạn. Như bụi lục bình dưỡng câu luôn. Để xin tắt máy xử lý này cái. Nãy giờ cá nó ngang các bạn ơi. Đây là mình câu ở Cồn Thanh Hội nha các bạn. Cù Lao Thanh Hội chứ. Phía xa xa đằng kia là Đồng Nai nha. Đây là sông Đồng Nai luôn. Kia là Đồng Nai, còn bên chỗ xin đang đứng là vẫn còn Bình Dương. Ngoài kia là cái ngã ba. Thì nãy giờ ở đây mình câu ba cần cám với một cần trùng. Nãy giờ im ru các bạn ơi. Lâu lâu lắm rồi mới có cảm giác sướng các bạn ơi. À, cần đó dính kìa bạn ơi. Thấy không? Để mình đang nói luôn nó lôi luôn rồi. Để đặt máy kéo lên. Còn đây. Rồi hết lôi các bạn. Thì còn. Rồi để xin lôi vô luôn nha các bạn. Lâu lắm rồi mới có đi câu có cảm giác sướng lại các bạn ơi. Sau dịch tới giờ, sau dịch đi một chuyến rồi nhưng mà câu không có. Mình đi câu là dính cá là rất là hên rồi. Tại câu sông này hên xui lắm các bạn ơi, dễ bể đầu lắm. Có bữa câu không dính con nào luôn. Hôm nay câu dính được một con bự với con cá rảnh này là quá ngon rồi. Vậy là đủ ăn rồi nha các bạn. Bỏ mất chứ để xuống dưới lấy gọng.
cám nha bạn. Chùm đăng xê là 6 lưỡi luôn. Trước xin bị F0 hôm nay âm tính lại các bạn. Nên hôm nay còn nghỉ cách ly tuần á. Hôm nay buồn buồn sách cần đi câu các bạn ơi. Hôm nay dính được hai con cũng quá sướng các bạn ơi. Lâu lắm rồi mới được câu được dính cá sông, cá tự nhiên á. Câu sông này hên xui lắm các bạn ơi. Khi có nhiều lắm, khi không có. Mấy anh em đi làm phải có mình xuyên đi à. Dòng giờ tới chiều tối kéo được vài con nữa bạn. Giờ cũng chiều rồi, mặt trời cũng gần lặn rồi. Câu cá sông này cũng hên xui lắm, có nhiều khi dính được cá bự vài kg luôn các bạn, mà ít lắm, lâu lâu may mắn lắm mới dính một lần. Cảnh sông nước buổi chiều đẹp quá, ở đây có cây này mát, ngồi đây câu cá là sướng luôn. Mà câu có mình cũng hơi buồn. Có mấy anh em kia câu ngồi nói chuyện rồi gì chơi cũng vui. Cái câu mà dính cá là sướng rồi, câu mà không có cá là buồn so các bạn ơi. Quá trời xà lan luôn. À, cái này nhịp quá ha, cực trùng nữa. Cương này dính các bạn ơi. Kéo lên. Chạy chấm chấm ở đâu nè. Nó lại là
nè, thấy không? Dính rồi bạn, nó ăn rồi kìa. Dính rồi bạn ơi, nhỏ dài quá, dính hết rồi. Có mồi, có mồi. Nhau xuống nó chạy lại bạn ơi. Đã đã. Trời cũng sụp tối rồi các bạn ơi. Clip xin kết thúc đây luôn các bạn ơi. Chút xíu nó tối hết thấy đường quay rồi. Để xíu nữa rồi cũng cần về luôn các bạn ơi. Mình không có đem đèn theo á. Rồi xin chào tạm biệt các bạn nha. Rất cảm ơn các bạn đã xem clip của Xuyên. Thành cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha các bạn. Xin chào.